Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube Tony Tool, chuyên mua bán đồ nghề bãi Nhật, Mỹ, Đức, vân vân. Hôm nay thứ ba, 19 tháng 12. Em lên clip số 140 gồm có tất cả là 30 mã hàng. Trong đó gồm có các món như sau. Súng xịt hơi, súng hút bụi ha, lắc léo, chống sóng dây, kìm rút ri vê, cờ lê, mỏ lết, kìm mỏ quạ, kìm điện, kìm bấm cót, thước, vân vân ha. Anh em liên hệ mua hàng xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937 009 112 hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn nha. Số điện thoại có Zalo, anh em cần trao đổi món hàng nào vui lòng liên hệ qua số Zalo này giúp em ha, cũng như là tiện gửi thông tin đơn hàng, gửi thông tin ship hàng cho anh em để anh em xác nhận ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi em tranh thủ lên clip hôm nay cho anh em ha. Tiếp tục là em giới thiệu anh em mấy súng xịt hơi nha. Thì hôm nay em giới thiệu anh em gồm có hai cây. Thứ nhất là cây thương hiệu Mat và thương hiệu Choco nha. Thì cây Mat này á, mã là MD100. Đó. MD100 nè, máy in Japan nè ha. Đó, thân bằng bằng nhôm nha. Thiết kế nó nhỏ gọn ha anh em. Đây em test cho anh em xem ha. Đây. Đó, cò bóp ha anh em. Súng hoạt động tốt nha, không có lỗi làm gì hết nha anh em. Đây. Mas MD100 ha. Made in Japan. Rồi cây thứ hai là cây Choco nha anh em. Cây Choco này có cái màu sơn là giống như vân bông ha. Đó, đây. Choco nè ha. Loại này nó ghi chữ máy in Japan, nó tem dán nha anh em. Này hàng bãi Nhật ha. Đó, zin nguyên bản là như vậy nha. Ở đây là nó không có cái tay cò ha. Sử dụng loại cò một ngón nha anh em. Cò một ngón ha. Đó, nước sơn zin nha. Zin nguyên bản luôn ha. Bây giờ em test cho anh em xem ha. Đây. Anh em sẽ sử dụng bằng một ngón ha. Đó, mình bóp ở đây. Rồi. Súng hoạt động tốt, không lỗi lầm gì nha. Hai cái súng này. Mã số 1. Giá em để từng cây là 250k nha. Mã số 1. 250k một cây nha anh em. Rồi em lên mã số 2 ha. Là một cây súng hút bụi nha. Cái này của Fuji. Thương hiệu Fuji nha anh em. Mã là AC200 ha. Thì cái loại cái máy nén khí mà của hãng Fuji này đặc biệt xài rất ngon nha anh em. Hàng bãi cái hãng Fuji này rất ít nha. Hàng bãi máy nén khí hầu hết là của Hitachi là nhiều ha. Hitachi, Toshiba hoặc là Iwata ha. Còn cái hãng Fuji này rất ít nha. Lý do là cái hãng này bình nén khí của nó, loại máy nén khí của nó xài rất tốt nha. Hãng Fuji. Đây là cái súng chuyên dụng hút bụi nha. Cái này không có chức năng là thổi nha anh em. Anh em lưu ý ha, chỉ có chức năng là hút bụi thôi. Bây giờ em sẽ test cho anh em xem nha. Cái này là thân bằng nhôm ha, rất là dày dặn nha, rất là dày dặn và nặng tay nha. Đây em kết nối em hút bụi thử cho anh em xem ha. Đó, anh em thấy không, súng nó tự đưa vào nó hút luôn ha. Thì cái máy máy của em á áp 10 kg nha anh em. Áp 10 kg thì cái lực hút của rất là mạnh ha. Thì những loại súng này anh em sẽ sử dụng vào cái công việc như là hút cái ba vía nè, là một cái. Thứ hai nữa là hút mặt cưa ha, anh em làm bên mộc hoặc bên cơ khí. Thì phía sau này anh em sẽ đưa vào một cái túi, anh em làm một cái túi vải ha,
đưa vào đây xiết cổ dê lại, sau đó anh em sử dụng cái đầu phía trước này để anh em hút bụi ha. Ha, rồi bụi nó sẽ hút đưa vào túi vào đây, sau khi đầy là anh em mở cổ dê ra anh em đem đi đổ ha, rất là tiện nha, súng cực kỳ dày dặn và chắc chắn ha. Rồi mã số 2 nha, giá em để là 550k nha. Tiếp theo là mã số 3, em vừa về thêm được 5 con lắc léo chống sấn dây nha anh em, 5 con lắc léo ha. Đó, hàng này là hàng em tự tháo nha. Thì 5 con này còn cực kỳ đẹp nha. Đó, keo non em đã quấn như thế này ha, anh em nhìn thấy không? Là em trước khi em lên clip ha, em ngồi em test từng con nha. Đó, quấn từng con và em test rồi ha. Bao anh em sử dụng nha. Thì loại lắc léo sắn dây này á, chống sắn dây này á, ren ngoài của nó là ren 13 ly ha. Đó, nó sẽ có 3 cái khớp để nó chống xoắn sợi dây nha, đây phía dưới cùng nè, đó ở chính giữa nữa ha, và phía cái đầu đuôi đực này, đầu đuôi đực này là đầu đuôi đực thông dụng nha, sử dụng đầu cái của Nitto hoặc mấy cái đầu nói nhanh này kia ở Việt Nam mình có bán ha, đầu này đầu thông dụng, anh em về anh em chỉ việc gắn vào và anh em sử dụng thôi ha. Thì đuôi lắc léo này sẽ gắn vào thiết bị ví dụ như súng bù lông nè, súng bắn đinh nè, hoặc bất cứ cái thiết bị nào sử dụng hơi, thì anh em gắn cái đuôi này là cái ren ngoài là ren 13 ly ha. 4-5 con này em đã test, bao ngon bao xì nha. Rồi mã số 3, giá là 110.000 một con nha anh em. Giá mấy cái con lắc léo này hiện tại bây giờ đã lên rồi ha, em nhỉnh nhẹ lên chỉ có 10.000 thôi nha. Đó, mã số 3 101 một con nha. Rồi, em lên mã số 4. Là cây kìm bấm, kìm kẹp hàng nha anh em. Cái này của lớp tơ con tôm nha. Đó, mã của nó là 180 ha, lớp tơ 180. Vice player ha anh em. Anh em bấm vào đầy đủ chi tiết cái phần thông tin ở trên cây kìm ha, thì nó sẽ xuất hiện thông tin ở trên Google cho anh em tìm hiểu nha. Kìm này là y như mới chưa xài luôn nha. Bản kẹp này chưa có dính sỉ hàng gì hết nha anh em. Còn mấy keng rồi ha. Đó, cái màu thép của nó giống như sơn màu đen ha, giống như sơn màu đen nha anh em. Mấy keng rồi ha. Không dấu rỉ sét gì hết nha. Đây anh em nhìn bên trong nè ha. Đây, cái ngàm của nó giống như mỏ mỏ vịt ha nè. Đó, như anh nhiều anh em gọi kìm này là kìm mỏ vịt ha. Kìm này thường là sử dụng bên mấy anh em làm bên hàng ha. Mấy anh em làm bên hàng ha, anh em dùng để anh em kẹp cố định hàng ha. Đó. Rồi chiều dài. Chiều dài cái kìm này là 20,5 cm. Dài 20,5 cm nha. Một cái kìm kẹp hàng của Nhật ha anh em. Đó, đẹp như mới luôn nha. Đẹp như mới. Mã số 4. Giá em để là 250k nha. Mã 24. Mã số 4 ha. Rồi, em lên mã số 5. Là cái kìm bấm 10 inch nha. Cái này mã là 10CR đó, của Virip nha. Em vừa về được 2 cây. Em lên em giới thiệu anh em liền nha. Petersen DeWitt USA ha. Đó. Loại 10CR này á, là ngầm cong, không có lưỡi cắt ha. Và cái kìm này là cái kìm nó có sử dụng rồi nha, đã qua sử dụng rồi. Và nó có hai dòng code. Hai dòng code em nhắc lại, thời gian sản xuất là sau năm 1980 cho đến giai đoạn cuối cùng của nó là 1977 ha, năm cuối của dòng hay dòng code này ha. Đây ngàm phía dưới nè. Đó, có qua sử dụng rồi nha anh em. Nhưng mà răng phía trước vẫn còn ok ha. Đây cái ngàm phía trước nè. Ngàm trên nè. Ngàm trên còn nguyên vẹn ha. Đó.
Chiều dài cái kềm là 22 cm. Hai dòng cót nha nè. Đó. Mã số 5. Giá để là 700 nha. Mã 5. Mã số 8 là một cây kềm mà tiếp tục là cây kềm ngầm công. Cây này là cây 10WR, là cây có lưỡi cắt ha. Cái này là cây line new nha anh em. Line new ha. À, wide rip nè. Bitasen DeWitt USA ha. Đó. Đây anh em nhìn tổng quan mặt trái và mặt phải ha. Phía trên và phía dưới ha. Đó. Đây ngàm phía trước nè. Đó. Và cái kềm này nó có dòng chữ Made in USA. Thì cái loại này á, sản xuất sau năm 1998 nha anh em. Sau năm 1998. Đó. Đẹp như mới luôn nha. Đó anh em nhìn kỹ nè. Ngàm chưa có dấu hiệu sử dụng nha. Đó. Ngàm trên nè. Đó. Một cái kềm line new thiếu cái hộp ha. Thiếu cái hộp. Chiều dài là 22 cm. 22 cm nha. Mã số 6. Giá ám để là 1.150.000 nha. Mã số 6. Line new nha anh em. Rồi em lên mã số 7 nha. Mã 7 là một cái súa, một cái búa hai đầu nha anh em. Một cái búa hai đầu. Đây cái mã là S-Sundy SDS gạch 3. Thật ra đây là dòng búa của OH nha anh em. Đây cái logo OH nè. À, đây. Đó. Một hãng búa quen thuộc của hãng của Nhật ha. Đây cán còn cực kỳ đẹp luôn nha. Ở đây nó có bọc một cái lớp cao su giúp cho anh em cầm nắm nó được êm tay ha. Cán gỗ, đây nó bọc một lớp cao su. Thông số đây nó ghi là 250g ha. Đó. Đây, cái đầu thép nha anh em. Đầu thép này chưa có dấu gõ nha. Đó, chất thép còn nguyên ha. Còn đầu cao su này có dấu gõ nhẹ nè. Này theo em nghĩ hàng bãi mấy anh em cầm ngồi phá dọc này kia gõ bậy bạ, chứ thật ra cái búa này còn rất mới nha anh em. Đó. Cán gỗ ha. Búa hai đầu, một đầu thép và một đầu cao su. Chiều dài cái búa này là 28 cm. Dài 28 cm. Còn đầu búa nó có chiều dài là 8 cm nha. Còn bề rộng của mặt búa là tầm 22 mm nha. Đây đầu cao su cũng vậy nè. Đầu cao su cũng 22 mm nha. Để em cân nặng cái búa này cho anh em xem ha. ba mươi gram ha. Đó, tổng cân nặng cái búa này là 330g nha. Một cái búa của Nhật nha, hãng OH ha. Đó, cán cao su còn nguyên bản, đầu búa này kia còn đẹp ha. Dài 28 cm. Mã số 3. Mã số 7 nha. Giá em để là 200. Mã số 7 200 nha anh em. Đó. Rồi mã số 8 nha. Mã 8 là một cái búa cao su hơi nặng nha anh em. Một cái búa cao su khá nặng ha. Em cân cái búa để em dẹp cái cân nha. Đây cái búa cao su nè. 2,3 kg. Cây búa cao su này nặng 2,3 kg nha. Bây giờ em đem dẹp cái cân ha. Tổng cân nặng là 2,3 kg. Đây là một cây búa cao su rất là to ha.
Đó. Rất là to nha anh em. Đây cái búa nó còn còn rất đẹp nha. Đây phía trước nè. Đó. Rồi ngay cái chốt này á, anh em nhìn thấy dấu nứt nhưng không phải nha. Thật ra nó là cái chốt nó tán qua, nó cố định với lại cái cán ha. Đó, cái chốt ha, cái chốt xỏ ngang qua nha. Rồi, đây. Cái cây búa này là của Nhật nha, thương hiệu đây. Thương hiệu nó ghi ở ngay cái phần ở dưới chốt dưới đấy nè. Magnum nè. Đó. Magnum ha nè. Một cây búa của Nhật nha. Khá là nặng nha. Rồi, em đo chiều dài cái búa này là 50 cm, tức là dài nửa tấc nha anh em. À, 5 tấc chứ. Đó. Đó. Cán còn nguyên vẹn ha. Đó, cây này anh em phải cầm hai tay ha để anh em gõ xuống nha. Đó, đầu búa còn rất đẹp ha. Rồi. Chiều dài của cái đầu búa là 15 cm nha. Dài 15 cm. Còn bản búa rộng là 80 mm nha. Đó. Bản búa dài 80 mm ha. Hình vuông nha anh em. Đó. Có bát cạnh mấy đây ha, nhìn như bát giác ha. Hình cạnh bát giác, bát giác. Rồi mã số 8 nha. Giá em để cái này là 700 nha anh em. Mã số 8, 700. Dài nửa tấc, 5 tấc ha. Rồi, em lên mã số 9 nha. Mã 9 là cây cần 3 phần 8 xoay ngắn nha. Mấy cây này chuyên gốc hẹp ha. Cây này không hiệu nha anh em. Không có hiệu ha. Đầu 3 phần 8 đây nè. Đó. Đảo chiều anh em gạt cái nút lẫy phía trên ha. Đó, hoạt động tốt nha. Rồi chiều dài. Chiều dài là 10 cm. 10 cm nha. Đầu 3 phần 8 còn đẹp ha. Đó. Đảo chiều anh em gạt cái lẫy phía trên này ha. Rồi mã số 9 nha. Giá em để là 150k nha. Mã số 10 là cây cần 1 phần 2. Cây cần 1 phần 2 này của Sydney nha anh em. Mã là 13532. 13532 của Sydney. Đó. Rất là dày dặn và chắc chắn nha. Đó. Và cái này nó có chức năng là nhấn nhấn nhả khẩu nha anh em. Đây. Cái nút phía trên này anh em nhấn ha để anh em đưa khẩu vào. Đó. Không lấy ra được ha. Thì anh em muốn lấy khẩu ra, anh em sẽ nhấn cái nút này để anh em lấy khẩu ra nha. Đó. Đảo chiều nè. Đảo chiều hoạt động tốt nha anh em. Rồi cái gần này chiều dài là 24 cm nha. Dài 24 cm. Một cái cần 1 phần 2 của Sydney nha. Tình trạng còn ok nha anh em. Có chức năng nhấn nhả khẩu ha. Đó. Rồi, mã 10, giá em để là 250k. Rồi em lên mã 11. Là một cây cần tự động 1 phần 2 của Mỹ mới chưa xài nha. Đây, thương hiệu là K gạch D ha. USA. Mã cây này là 73 1119. Thông tin cây này anh em bấm đầy đủ nha. K nè, gạch D USA ha. Và cái mã của nó là 73 1119 ha. Đây. Cần đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Đó.
đẹp như mới luôn nha. Đầu này, đầu 1/2 nha. Đó, anh em sẽ đảo chiều ở trên này ha. Răng cỏ phía trong còn cực kỳ đẹp nha anh em. Em đã tháo mở ra, em tra dầu phía trong rồi ha, cho nó hoạt động tốt, nó nhẹ nhẹ nhàng nha. Một cây cần 1/2 của Mỹ, tổng chiều dài của nó là 26 cm nha. Cây này dài 26 cm. Nước xi cực kỳ đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi mã 11, dám để là 350k nha, mã số 11. Rồi em lên mã số 12. Mã 12 ba cái nối 1/2 nha. Ba cái nối 1/2. Đầu tiên là cái nối này là cái nối 1/2, cái đầu này là đầu lắc léo nha anh em. Của Ton ha, mã là EX41-075. Đó. Còn cái còn lại á là của KTC nha. Mới chưa xài. Đó, KTC. Mã là BE4-075. Đó, Japan ha. Đó, chất thép làm rất đẹp nha anh em, của KTC ha. Mẫu mới của KTC. Đây, cái đầu lắc léo anh em sẽ kết nối vào đây. Anh em nó sẽ lắc léo như thế này ha. Thì lắc léo này á, anh em sẽ dùng vào những cái góc hẹp, góc khó, góc thế khó ha. Thì cái lắc léo này nó rất lợi hại nha. Nó sẽ giúp cho anh em thao tác trong cái góc khó rất là dễ ha. Hai cây này nó có chiều dài tương đương nhau ha. Em đo đúng như thông số trên trên cái thân của nó ha. Dài 75 mm nha. Dài 75 mm một cây. Cây này nói thẳng, còn cây này nói lắc léo của Toàn ha. Và một cái đầu chân lục giác 6.35 ly, ra đầu 1/2 dành cho máy bắn vít nha. Đầu này cũng đẹp như mới luôn nha, chưa xài nha anh em. Đó, đây. Anh em nối vào đây ha. Rồi anh em sẽ nối làm thành cái máy bắn vít ha. Anh em gắn khẩu và anh em bắn ha. Đó. 1/2. Rồi cái cây dành cho máy bắn vít này nó dài 45 mm. Rồi, mã số 12. Ba món này dám để là 220k nha. Mã số 12. Rồi em lên mã số 13 nha. Mã 13 lên cây cờ lê lẻ ha anh em. Cái cờ lê này của KTC, mới chưa xài nha. Đó, số 13 ly. Mẫu này là mẫu cờ lê mới, đời mới của hãng KTC nha. Đây, KTC Made in Japan ha. Đó, số 13 ly. Đầu vòng miệng ha. Đó. Đẹp như mới ha. Anh em thiếu cây 13 anh em bổ sung vô ha. Rồi cây này chiều dài 18,5 cm ha. Lê vòng miệng. Đó, đẹp như mới ha. Rồi mã 13, dám để là 100 nha. Mã 13. Mã 14. Mã 14 là một cây cờ lê hai đầu trồng. Cây này thương hiệu là NKC của Mỹ nha anh em. Đây, số 12. NKC ha. Loại cờ lê này nó xuất qua hai nước, nội địa Mỹ và Nhật nha. Đây, cái đầu này nó ghi số 12R, tức là right ha. Là cái chiều anh em sẽ mở ngóc ra. Đó, đây đảo chiều nè. Đó, anh em nghe tiếng nó nổ ha. Đẹp như mới luôn nha anh em. Đó, răng cỏ này kia rất ngon nha. Rồi cái đầu còn lại bên đây nó sẽ ghi số 12L, tức là 12 lép ha, chữ L nó viết tắt chữ lép là bên trái, là chiều anh em sẽ mở con ốc ra. Đó. Đó.
Hai đầu tự động hoạt động tốt nha, không lỗi lầm gì hết. Chất thép này kia rất đã nha anh em. Đó. Rồi chiều dài là 14,5 cm nha. Mã số 14. Giá em để là 200 nha. Rồi mã 15. Mã 15 là cây cờ lê hai đầu trồng. Đó, số lớn nha, xây khủng và mới 100% nha anh em. Của KTC. Đầu trồng này là đầu trồng số 32 và đầu trồng còn lại là số 36 nha. Đó, mã của nó là M5-32-36 ha. Đó, đẹp như mới luôn ha anh em, mới keng xà beng luôn nha. Xoay khủng ha. Đây. Cái vòng phía trong ha anh em, chưa có dấu xài nha. Đó, vòng này vòng 36 ha. Vòng này vòng 32 nè. Đó. Đây, anh em nhìn xa ha. Khá dài nha. Rồi cây này chiều dài tổng của nó là 49 cm ha. Đó, dài gần nửa mét luôn nha anh em. Dài gần nửa mét luôn ha. Mới chưa xài nha. KTC máy in Japan ha. Đó. Rồi, mã số 15 giá em để là 250k bao ship nha. Khách quen á, ship code em vẫn bao ship. Đó, còn khách lạ là chuyển khoản 250 em mới bao ship nha. Đó, anh em lưu ý ha, mã 15 250 bao ship nha. Rồi em lên mã 16 ha. Là cây mỏ lết thép đen của top nha. Cái này là HM-300TB nha. Top. Đây thông số nó ghi mở 34mm nha. Đó, size 250 ha. Đây, chữ Japan ha anh em. Đó, thép đen ha. Đó. Cán tay cầm còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đây, cái này có qua sử dụng rồi nha. Nhưng mà không đáng kể ha. Đó, anh em nhìn con lăn này ha. Con lăn này cái dấu khía của nó mà còn đều ha. Còn đều thì chứng tỏ cây mỏ lết này ít sử dụng ha. Đây ngàm phía trong nè. Ngàm còn lại nè. Đó, ngàm phía trong hai bên rồi còn đẹp nha anh em. Rồi, cây mỏ lết này chiều dài là 25,5 cm. Ngàm mở được là 36 nha anh em. Ngàm mở đến 36mm lận nha. Đó. Thép đen ha, rất cứng cáp nha anh em. Cái độ rơ lắc rất ít nha. Đó, độ rơ lắc rất ít nha. Rồi mã 16 nha. Giá em để là 350k. Mã số 16, một cây mỏ lết top thép đen ha. Mã số 17 nha. Là cây kìm mỏ quạ ha. Cây này là cây của lớp tôm nha. Mã là K-250 ha. Cây này hơi xấu một chút xíu. Lý do nó nằm bãi ha. Nó chốc cái lớp xì. Lớp rỉ ở cái lớp xì bên ngoài ha. Nếu mà không rỉ ha là cây này mới chưa xài nha anh em. Đây ngàm phía trong nè. Đó. Nguyên vẹn ha. Ngàm còn lại nè. Đó. Đẹp như mới ha. Đây ngàm của nó sẽ mở được tối đa là con ốc 47 ly nha anh em. Con ốc 47 ly ha. Còn tối thiểu là con ốc 13-14 ly gì đó. Đó, 13-14 ly ha. Rồi chiều dài là 26 cm nha. Còn chút xíu nữa 26 em làm tròn luôn nha. Đó. Và cây này là cây kìm mỏ quạ, nó có trợ lực nha anh em. Anh em sẽ thao tác nó đỡ mỏi tay hơn ha. Đó, anh em bóp vào nó sẽ tự bung ra nha. Đó. Răng cỏ của cây kìm còn đẹp ha. Chỉ có bề mặt á, là nó bị
chóc cái lớp xi cho nằm bãi nha. Còn cái kềm ngay phần cán này á, là cái mũi vít dẹp nha anh em. Đó, những cái kềm này là những cái kềm chuyên làm nước nha. Thì mũi vít dẹp này á, nhằm mục đích để giúp anh em mở những cái cổ dê ha. Vì cổ dê á, là hầu hết là sử dụng ốc vít dẹp nha. Sử dụng ốc mũi dẹp như thế này. Rất ít mấy con ốc mà mũi ba ke lắm nha. Hầu hết là dẹp thôi ha. Đó. Cái loại kềm mỏ như thế này á, nó còn một loại nữa nha anh em. Nó có một cái phần ở đây nó mở những cái những con ốc mà phía dưới là bobo ha. Cái này là dòng khác nữa nha. Cái kia cái mã nó là KT, còn cái này là K. Đó, khác ha. Rồi, mã 17 nha. Kềm 6, dám để cái này là 150 nha. Đó, mã 17 ha. Rồi, mã 18 nha. Là cây kềm mỏ quạ luôn. Đó, cây này là cây ngàm thẳng ha. Cây kia là ngàm mở ốc lục giác ha. Cái này mã thương hiệu là Tripix nha. Tripix. Mã đập WPP gặp 250 ha. Đây, máy in shop pen. Đó. Cán còn nguyên vẹn ha. Đẹp như mới luôn nha anh em. Đẹp như mới luôn ha. Ở điểm trừ đây chút xíu ha, không đáng kể nha. Cái ngàm phía trong nè. Đó. Ngàm trên nè. Đó. Rồi. Cái kềm này sẽ mở được con ốc là con ốc tối đa là 35 ly nha anh em. Con ốc tối đa là 35 ly ha. Còn chiều dài cái kềm là 25 cm nha. 25 25,5. Đó, mã của nó ha. Thương hiệu Tripix. Kềm còn đẹp nha anh em. Đó. Ở đây nó sẽ có một cái ngàm nó nhô lên ha. Nó giữ ngàm như thế này. Đó. Mấy kềm này là chiên nước ha anh em. Mã 18 nha. Dám để là 200. Mã 18. Rồi. Mã 19 là một cây kềm mẫu quạ luôn nha. Cái này size lớn ha. Cái này của Sunkey nha. Size 300 ml. Đó, Sunkey. Cái này vừa kẹp thẳng mà vừa kẹp ngàm cong luôn á, kẹp ống nước luôn ha. Size lớn nha anh em. Cái này chiều dài của nó là 30,5 cm nè. Đó. Dài 30,5 cm. Cán còn nguyên vẹn nha anh em. Đây. Ngàm chưa xài nha. Ngàm đẹp chưa xài hết anh em. Ngàm trên nè. Đó. Rồi cái kềm này sẽ kẹp được cái ống tối đa là đường kính 58 nha anh em. Đường kính rộng là 58 ml ha. Đó, anh em sẽ kẹp được đường kính ống là 58. Và anh em kẹp thẳng ha. Kẹp ốc lục giác tối đa là 52 nha. Đó, 52 ml. Kềm còn cực kỳ đẹp. Không có rơ lắc gì hết nha anh em. Đó, kềm cũng Nhật ha. Đẹp mấy keng luôn nha. Rồi mã 19 ha. Em để cái này với giá là 200 luôn nha. Mã 19. Mã 20 là cái kềm bấm code. Cái kềm bấm code của Macwell. Macwell mã là MH-61 nha. Cái này thép trắng ha. Phần thân này là phần thân thép trắng nha anh em. Đó, kềm này còn rất đẹp ha. Mấy cây này mà kiếm cây mà còn đẹp, lớp xi này kia là thép trắng như thế này còn nguyên vẹn là rất hiếm nha anh em. Và cái này sẽ có 4 cỡ code để cho anh em bấm là 1.25, 2.0, 5.5 và 8.0 nha. Chiều dài cái kềm code này là 26 cm nha. 26 cm. Đó, cán nè. Điểm trừ ngay vị trí này chút xíu nha anh em. Đó, hàng bãi đồ nó đè nó cấn tùm lum ha. Đó. Còn lại là còn nguyên vẹn hết nha. Đó, em chiếu gần cho anh em dễ quan sát cái kềm ha. Rồi đây hoạt động nè. Đó, anh em thấy lò xo nó búng không?
Logo hàng nội địa Nhật nha. Đó, chữ Z ha. Đây, ngàm phía trong nè. Ngàm còn lại nè. Đó, đầu cót còn cực kỳ đẹp nha anh em. Vì mấy cái này á, thực chất ra là bấm đầu cót cót nhựa ha. Cho nên là mấy đầu cót này hầu hết là không có ảnh hưởng gì hết nha. Đó, rất đẹp ha. Mã 20, giá em để cái này là 270k nha. Đúng giá là tiền nào của đó luôn ha. Kìm đẹp là giá này nha anh em. Mã số 21, tiếp tục là một cây kìm cót luôn. Đó, cái này cũng đẹp ha. Cái này của Izumi nha. Đầu cót phía trên này á, cũng em nghĩ size lớn nha. Size lớn ha. Và thông số nó ghi chữ Nhật nha. Cái này em bó tay. Đó, anh em nhìn anh em biết ha. Đó. Đây, tiếp tục là cái logo hàng nội địa Nhật ha. Đó, thân còn rất đẹp nha anh em. Cán nguyên vẹn luôn ha. Cán nguyên vẹn luôn nha. Đây, ngàm phía trong nó có chữ ha. Ngàm có chữ nha nè. Đây, ngàm còn lại nè. Đó. Đó. Kìm hoạt động rất ngon nha nè. Rồi, chiều dài cái kìm cót này là 29 cm. Dài 29 cm nha. Đẹp len keng luôn ha. Mã 21 nha. Dám để là 300 nha. Mã 21. Rồi mã 22. Mã 22 là một cây kìm tút dây điện. Cây này của Hosan nha. Đó, viết tắt là chữ HKC ha. Hosan. Cây này cán màu đỏ. Cây này là cây nó sẽ tút được 5 cỡ dây lận nha. 1.0, 1.6, 2.0, 2.6 và dây 3.2. Cái này phù hợp với lại những anh em sử dụng công trình nha. Mà anh em làm bên điện lạnh nè, hoặc điện công nghiệp ha. Đó. Đây. Đó, lỗ tuốt còn cực kỳ đẹp luôn ha. Đặc biệt mấy cái này á, em vệ sinh rất kỹ nha anh em. Tháo từng chi tiết ra em vệ sinh ha. Cho nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái hoạt động của nó ha. Rồi, cây kìm này sẽ có chiều dài là 17 cm nha. 17 cm. Bây giờ em sẽ tuốt cho anh em xem ha. Dây này dây 2.0 đi. Đây. Đó. Tuốt không hề chạm dây điện nha anh em. Đây, em tuốt lại lần nữa nha. Đó. Tuốt cực kỳ ngon nha anh em. Đó, kìm hoạt động tốt ha. Rồi mã 22. Dám để là 250k. Mã số 23 là một cây kìm rút river. Cây kìm rút ri vê này của con tôm lớp tơ nha anh em. Đây, mã của nó là HR-002D nha. Đó, Chopin ha. Sẽ có 4 cái đầu rút ri vê ha. 4 đầu rút ở chính giữa này nó ghi là 4.0 nè. Đây 2.4 nè. Đầu này là 1.3. 1.3, 1.8 nha anh em. Đó. Còn phía trên này là 3.2 nè. Đó, thông số đầy đủ chi tiết nha. Cây này ban đầu nó có cái tay miếng nhựa để mà gài qua ha anh em. Lúc hàng bãi xả ra ha, máy nó đè. Lúc xả đồ nghề với công cụ chung ha. Rồi giật giật qua giật lại cái nó đứt ngang luôn. Đó, buồn hết sức luôn. Cái kèm rút đi bê ban đầu nó có dây khóa ha. Đó, giật quá đứt luôn. Còn lại còn đẹp nha anh em. Đẹp ha. Hoạt động tốt nha anh em. Hoạt động nhẹ nhàng ha.
Đây bốn cái đầu cỡ rút đi về ha. Này anh em sẽ dùng cây cờ lê số 10 ha. Số 10 hay số 8 gì đó anh em mở ra. Chiều dài cây cây rive này là 27 cm nha. Dài 27 cm, một cây kềm rút rive của lớp tơ tơn. Đó. Lớp tơ này họ làm bên kìm hoạt động bằng cơ như thế này, hoặc là những cây xài bên khí nén cũng có nữa ha nè. Đó. Mã 23, giá em để là 400 nha. Mã 23. Rồi mã 24. Combo em lên là gồm có 3 cây kèm nha. 3 cây kèm. Thì trong đó có một cây kèm mỏi nhọn là mới chưa xài nha. Đầu tiên em sẽ giới thiệu anh em cái trước. Là cây kèm mà cây kèm điện này ha. Cây này của Fujiya nha anh em. Đó, chữ nghĩa này kia nó 2mm phía trong ha. Đây anh em nhìn cái lưỡi nè, nó bị mẻ nha. Đó, bị mẻ như thế này ha, mẻ dâm. Cán màu xám ha, đây Fujiya nè. Chữ Japan nè ha. Cái này nó có tích nạp á, là bấm có luôn ha. Và nó có răng phía dưới, ngàm phía dưới này nhằm mục đích giữ, giúp cho anh em kẹp giữ gì đó ha. Đây răng cỏ ngàm phía trong cũng còn ok nha anh em. Ngàm còn lại nè. Đó. Điểm trừ là bị mẻ răng nha. Cái nào ra cái đó em nói rõ cho anh em biết ha. Rồi chiều dài nè. 22 cm nha. Dài 22 cm. Cây thứ hai là cây kìm cắt nha. Cây này cũng của Fujiya luôn ha. Logo hàng nội địa Nhật, chữ Z nha anh em. Đây lưỡi khích nha. Cái này là lưỡi khích ha. Lưỡi cây này khích, cán cây này thì hơi xấu chút xíu nha anh em. Cán bị chày chỗ này kia ha. Đó, còn lưỡi là khích nha. Đó, bây giờ em sẽ cắt thử cho anh em xem nè. Đó, cực kỳ bén nha. Điểm trừ là cái cán ha. Còn lưỡi là còn ok nha, lưỡi lưỡi khích không mẻ ha. Rồi chiều dài là 18,5 cm. Cây thứ ba là cây kìm mỏi nhọn mới chưa xài của hãng Tripic nha. Đó, logo hàng nội địa Nhật ở phía dưới ha anh em. Cán màu đỏ nha. Đây có chữ Japan nè ha. Đó. Đây ngàm nè. Ngàm còn lại nè. Đó. Kìm chưa xài nha anh em. Rồi cây này sẽ có chiều dài là 16 cm. Ba cây kềm này em đang để với giá là 450k nha. Giá em thanh lý nha anh em. Em để combo này cho anh em về anh em sử dụng ha. Đó. Mã 24 450 nha. Anh em vui lòng em ưu tiên anh em chốt ba cây như thế này ha. Chứ còn xé lẻ ra thì giá khác nha anh em. Đó, mã 24 450k nha. Chuyển khoản em còn bao ship nữa, đó anh em lưu ý ha. Rồi em lên mã 25 là một cây bích lực nha. Cây bích lực này của hãng Canon. Đó, cây này nó nhìn khá to nha anh em. Thông số của nó là kg trên cm ha. Canon. Mã là 100 LTDK. Đó, lực là từ 20 cho đến 100 kg trên cm nha. Đó, lực dãy lực nó nằm trên đây ha anh em. Toàn bộ thân bằng nhôm nha anh em. Đó, phần cán là bằng nhôm ha. Phần mà chỉnh dãy lực ha. Đó, trên đây nó có thông số mấy số lẻ để cho anh em điều chỉnh ha. Đó. Thì bây giờ em sẽ test lực cho anh em xem ha. Đó, anh em nghe tiếng nổ không? Đó, trả về nữa nè. Đó, xoay trái và xoay phải ha. Thì khi anh em siết mở ngóc siết ngóc vào lực bao nhiêu ha, thì khi anh em mở ra lực bấy nhiêu ha. Đó. Rồi chiều dài nè. 23,5 cm. Sử dụng mũi á, là sử dụng mũi rời chân lục giác 6.35 ly nha anh em. Đó, anh em sẽ đưa vào đây ha.
và anh em chỉnh lực nha. Đó, sử dụng mũi rời rất linh hoạt ha. Anh em có thể sử dụng mũi rời để anh em chỉnh những con ốc mà hoa thị ha. Hoa thị nè, ốc lục giác nè, hoặc là vít ba ke, hoặc là mũi dẹp gì đó đều được ha. Vì sử dụng mũi rời rất linh hoạt nha. Đây, chỗ này thì chỗ là sẽ là chỗ anh em chỉnh lực ha. Đây anh em sẽ chỉnh xoay thuận chiều kim đồng hồ để anh em tăng lực lên nha. Nó nén lực bằng lò xo ha anh em, cho nên là lực càng lớn lò xo nó nén xuống ha. Nó rất là cứng mà, anh em phải siết mạnh tay ha. Đó, này vừa quá 100 luôn nha anh em. Đây em nhả về ha. Đó. Trả về hết ha. Thì cây này á, theo công bố trên website của hãng Canon này ha, thì nó sẽ có hai cái tay quay siết vào đây, thì lúc đó nó sẽ ra hình chữ T ha. Thì với lực mà 100 kg trên cm như thế này á, thì lực rất lớn nha. Bắt buộc anh em sẽ gắn vào cái tay đó để anh em có thế ha, anh em siết. Thì cái này là hàng bãi nha, mấy cái tay này nó bị mất rồi, thì trường hợp này anh em về anh em chế nha. Mấy cái này chế thì dễ nha anh em, không vấn đề gì hết ha. Chủ yếu là cái cây vít lực như thế này ha, đầu còn đẹp này kia nha. Rồi mã 25, dám để 600 nha. Mã 26 là em lên một bộ ba cái đầu mũi khoan kẹp mũi khoan chân lục giác nha. Đó, ba cỡ khác nhau. Em đầu tiên em sẽ test trước cái này ha, em test một lần cho anh em dễ quan sát nha. Đó, hoạt động tốt nha anh em. Đó, đó, có búa ha. Khoan để siết vô một chút để em đo chiều dài. Rồi cái thứ hai nè. Đó. Đó. Rồi cái thứ ba. Cái thứ ba này sẽ sử dụng chân con như thế này ha. Thì này em có máy đây ha, gắn không vừa nha. Cho nên cái này sử dụng bằng em siết bằng tay cũng được ha anh em. Rồi đầu tiên em sẽ review trước cái nhỏ này nha. Cái này của Nhật, đây thông số nó ghi nè ha, xuất sẽ xuất qua thị trường ba nước nè, UK là của Anh ha, USA nè, và cái chữ này là của nước nào đây không biết ha, này không rành nha. Đó, đầu này còn rất đẹp nha nè, đó, hoạt động nhẹ nhàng ha. Đó, mã là THD 3/8 gạch 24 nè, thì nó sẽ kẹp được mũi là từ 1.5 cho đến 10 ly ha, 1.5 đến 10 ly, đầu còn rất đẹp, vệ sinh sạch sẽ hết rồi nha anh em. Thì tổng chiều dài của nó ha là 10 cm nha. Đó, anh em sẽ mang theo đi công trình ha. Ví dụ anh em có cái máy bắn vít ha, anh em chỉ cần bỏ theo cái đầu này thì anh em sẽ kẹp được mũi khoan để anh em khoan này kia ha, khoan sắt khoan gì đó tùy anh em nha. Đó, rất đẹp nha anh em. Rồi cái thứ hai, cái này của Yukiwa Japan ha. Đó, thông số này kia chi tiết đầy đủ ha. Đây, kẹp được mũi từ 1.5 đến 13 ly ha. Đầu kia 1.5 đến 10, này 1.5 đến 13. Đó. Đầu còn rất đẹp nha. Đặc biệt á là cái phần đuôi này nó sử dụng cái chân lục giác mũi rời nha. Đó. Anh em miễn sao chân lục giác là ok ha. Ví dụ như đây là mũi máy bắn vít nha, thì miễn là chân lục giác là ok, anh em có thể đưa vào đây. Đó, anh em dùng này anh em siết ốc cũng được ha, hoặc anh em sẽ quay đầu này lại. Đó, anh em chỉ cần kéo cái lẫy này lên lấy mũi ra, hoặc là anh em đưa mũi vào sau đó nhả tay ra nó sẽ lóc lại ha. Thì cái mũi này của Agnes nha, mũi đi kèm này của Agnes nè.
Đó, Agnes Chopin ha. Mũi này cái đầu kẹp này còn đẹp nha anh em. Anh cha dầu này kia khá nhiều ha. Đây, đây dưới này cũng có chữ Japan luôn ha. Đó, Yukiwa. Yukiwa Seiko. Đó. Rồi, chiều dài là nếu không tính cái chân lục giác á thì nó dài 10 cm nha anh em. Còn nếu mà tính chân lục giác thì nó dài tới 13 ha. Đó. Rồi, cái thứ ba là của Bosch. Bosch này là của Made in Germany nè. Đó. Và anh em sẽ kẹp được mũi là từ 2.5 nha cho đến mũi 13 ly. 2.5 đến mũi 13 ly. Thì đi kèm với Bosch đó là nó sẽ có cái tay khóa như thế này. Đó. Thì anh em sẽ cái đầu này là đầu chụp cao su ha. Nó bảo vệ mũi ha anh em. Anh em chỉ việc đưa cái mũi mũi khoan anh em đưa vào đây ha. À, định tâm lại giống như nó cố định cái tâm của cái mũi đưa vào ha. Đó thì anh em siết. Này của Bosch Đức ha. Đó, hàng rất chất lượng nha anh em, khá nặng tay nha. Rồi, chiều dài nè. 13 cm, 12 13 cm ha. Đi kèm với nó là có một cái tay khóa nha. Còn hai cái đầu này không có tay khóa nha anh em. Đó anh em lưu ý ha. Mã 26. Ba cái này giá lần lượt sẽ là cái này 200 nha anh em. Còn cái Yukiwa 250 và cái Bosch là 300 nha. Đó, ba cái là ba giá khác nhau ha. Mã 26. Em lên mã 27 nha. Mã 27 là một cái vít tự động nha. Cái này của SK11, mã là SED230 nha. Đó, đây vít tự động nè. Đó, anh em sẽ đảo chiều ở trên này ha, vị trí trên này. Hoặc anh em có thể cố định lại bằng cách là gạt về nhẹ ở chính giữa ha. Lúc này không còn tự động nữa nha anh em. Đó. Phía phần đuôi này là vị trí chứa mũi vít nha. Chứa mũi vít khá là hay ha. Đây. Nó chứa rất là nhiều mũi, tổng tất cả là 12 mũi nha anh em. 12 mũi nè. Đó. Đây. Thì ở đây sẽ có mũi bake BH1 nè. BH2. BH3. Và mũi B, ê, xin lỗi, mũi hoa thị T20 nè, T15 nè, và T10. Đó, 6 mũi nha anh em. 6 mũi. Đầu còn lại là gồm một cái mũi dẹp và 5 mũi lục giác nha. Mũi dẹp này là mũi dẹp 6 ly. Lục giác nhỏ nhất là 2.5, 3, 4, 5 và 6 ly. Đó, đầu lục giác còn cực kỳ đẹp nha. Nguyên một cái thanh như thế này nó để 12 mũi ha. Thì anh em sử dụng mũi nào á, anh em sẽ kéo lên. Đó, anh em kéo lên ha. Đó. Rồi sau đó anh em đưa vào đây. Chiếc này lại. Đó, ngăn chứa mũi rất là lợi hại nha. Ở đây có một cái gạt màu đỏ ha. Thì cái gạt này anh em sẽ gạt qua đây. Nó có cái mũi tên nè. Anh em sẽ kéo cái này ra. Đó. Ví dụ trong tình huống anh em gặp những con ốc nó nằm xa quá ha. Thì anh em sẽ kéo cái này ra, kéo dài ra để cho anh em siết, không thu lại được nha anh em. Đó, thì anh em sẽ gạt cái này. Đó, anh em sẽ thu lại. Xong, rất là đơn giản ha. Rồi. Mũi á, thì ở trong này là mũi nó sử dụng 500. Sử dụng 500 nha. 500 rất mạnh nha anh em. Đây, cái mũi nó hít luôn nè. Đó, anh em thấy không? Ở bên ngoài mà nó hết luôn ha. 500 rất là mạnh nha anh em. Mũi dẹp này là mũi dẹp 6 ly ha. Rồi tổng chiều dài nha. Chiều dài không tính mũi á, là 19 cm. Còn trường hợp anh em sẽ tính mũi á, nó sẽ dài là 21 cm nha. Gần 21. Còn khi anh em kéo dài ra nè,
Khi kéo dài ra hết á, thì chiều dài của nó sẽ được á, là 26,5 cm, không tính mũi. Đó, rất là hay ha. Rồi, mã 27 nha. Giá em để cái vít này là 250k, gồm một thân vít có chức năng kéo dài và 12 mũi vít nha. Mã số 28 ha, là một cái lấy dấu tự động nha nè. Cái lấy dấu tự động này còn rất đẹp, mũi nè, mũi còn nhọn quắc luôn nha anh em. Đó, đẹp như mới luôn nha. Đây chữ Sapen nè. Đó, Sapen. Thương hiệu Rubicon No 10. Rubicon No 10 ha. Rồi chiều dài nè. Chiều dài là 13 cm nha. Phía sau này á, phía trước, mặt trước nó sẽ có chữ H và chữ chữ L, viết tắt chữ 2 và lâu nha anh em. Có nghĩa là thấp và cao ha. Có nghĩa là khi anh em cần lấy dấu trên thép hoặc chất liệu như là nhôm hoặc inox gì đó, thì anh em sẽ điều chỉnh dựa vào cái đuôi này. Đây, phía dưới đuôi này á, anh em sẽ giảm về chữ L ha, để nó giảm lực lại. Ví dụ như anh em lấy trên dấu trên mica đi, lực không cần lớn á, thì anh em lấy đó, anh em siết mở hết là như thế này ha. Đây dưới này nó có lò xo nén nha. Đây. Rồi tới đây ha, tới đây em sẽ lấy dấu cho anh em xem nè. Mặt này đang có ba dấu ha, anh em lưu ý nha, em lấy trên này nha. Đó, ồ, còn dầu luôn. Đây. Đó, dấu này là em vừa lấy nha. Bây giờ em sẽ siết sát vào để lấy dấu lỗ nó lớn hơn ha. Đây anh em lưu ý là sẽ có 4 dấu ha, em sẽ lấy góc phía ngoài này ha. Đây. Đó, lỗ nó sẽ khác với lại lỗ kia ha. Nó sẽ sâu xuống và nó to ra hơn. Đây, mũi của nó nè. Đó. Mũi còn nguyên vẹn nha anh em. Mũi còn nguyên vẹn không vấn đề gì hết. Cái lấy dấu còn rất mới ha. Đó. Tổng chiều dài là 13 cm. Mã 28 nha, thương hiệu Rubicon. Giá em để 300 nha anh em. Mã 28. Rồi mã 29. Mã 29 combo là 3 cây thước nha. 3 cây thước. Gồm một cây cây xéo ha, xéo góc 45 độ của Sinhua nha, họa tiết hoa văn. Đó, hoa văn hai mặt, mặt trước và mặt sau ha. Thứ không có dấu hiệu cong vênh gì hết nha anh em. Đó. Chất liệu thép không rỉ ha. Đó. Rồi cây này là cây vuông góc và xéo góc 45 độ ha, cũng của Sinhua luôn nha, chim cánh cụt nè. Đó. Số và kẻ hoạch còn chi tiết đầy đủ ha anh em. Rồi cây thứ ba là cây chia độ nha. Cái chia độ này của SK Made in Japan nè. Đó. Chia góc 180 độ ha. Mặt trước và mặt sau nè. Ốc cố định là bằng đồng nha anh em. Đó. Rồi thước không có gì review, mã 29 nha. Giá em để ba cái thước này là 500 nha anh em. Mã 29. Ba cây 500. Rồi mã số 30 là một con Eto mini để bàn ha, một con Eto kẹp bàn của Eron nha. Đây, Eron No gạch 15. Đó. Mới chưa xài nha anh em. Nước sơn zin. Nước sơn zin gồm có hai màu. Đây phía sau này nó có một cái mặt đe mini ha. Mặt đe mini. Eto này dùng để anh em làm mấy cái việc nhỏ nhỏ nha. Đẹp như mới nha anh em. Chưa dấu hiệu xài nha. Đó. Vị trí này là vị trí anh em sẽ kẹp bàn ha.
kẹp cố định vào bàn đó. Rồi chỗ này anh em sẽ kẹp được bề rộng là 40 mm nha, 40 mm. Còn cái eto này á, anh em sẽ có thể mở ra hết luôn ha. Đó, hoạt động rất nhẹ nhàng nha anh em. Chục vít men em nhìn thấy ha. Sáng trưng ha, nguyên vẹn nha. Đây. Đó. Phần vị trí kẹp còn nguyên vẹn ha. Chục vít me còn nguyên vẹn nha. Đó. Rồi phần còn lại nè. Này là nước sơn zin nha anh em. Iron thì quá quen thuộc rồi ha. Thương hiệu Iron quá quen thuộc với anh em rồi ha. Phía sau có con đè với rất là dễ thương ha. Rồi, anh em sẽ gắn lại ha. Anh em tháo rời gắn lại rất là đơn giản nha. Rồi anh em sẽ kẹp được tối đa là 50 mm nha. Anh em sẽ kẹp được tối đa là 50 mm. Còn cái ngàm này nó có chiều rộng là 40. Rộng 40 nha anh em. Đó, còn cái đe này nó có chiều rộng 25 ly. Rộng 25. Dài tính mặt đe luôn nha. Tính mặt đe luôn là 40. Cân nặng. Tám trăm hai mươi gram, gần ký thôi nha anh em. Con eto này gần ký thôi ha. Đó, mới chưa xài của hãng Iron, rất là dễ thương nha. Rồi mã số 30 nha. Giá em để con eto này là 350k, phù hợp với lại những anh em làm mấy cái công việc nhỏ nhỏ ha. Mã 30. Rồi chân thành cảm ơn anh em nhín chút thời gian theo dõi clip của em ngày hôm nay, gồm có tất cả 30 mã hàng. Anh em quan tâm mã nào vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937009112 hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn nha. Số điện thoại cũng có Zalo, anh em vui lòng trao đổi mấy món hàng gì đó, vui lòng liên hệ qua Zalo này giúp em ha. Trường hợp anh em có chốt hàng, anh em sẽ gửi thông tin về thông tin gửi hàng, cũng như anh em xác nhận là thông tin em gửi hàng cho anh em có chính xác với lại cái địa chỉ anh em gửi cho em không ha. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em vào clip sau, vào cuối tuần ha. Cho anh em chưa đăng ký kênh, vui lòng ấn đăng ký kênh ha. Vì sắp tới em sẽ có một số món ha, em sẽ chen vào trong clip, mỗi một clip em chen vào vài món em sale rẻ cho anh em ha. Đó, anh em quan tâm thì anh em đăng ký kênh và ấn chuông thông báo nha. Thì sau khi em up clip sẽ xuất hiện một màn hình thông báo trên điện thoại anh em, giúp anh em theo dõi clip của em được sớm hơn ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào clip sau. Tạm biệt anh em nha.